Harry Won hiếm ngôi tiết lộ góc khuất cuộc sống, khán giả bàng hoàng đau xót vì không như vẻ hào nhoáng. Câu chuyện của Harry Won chia sẻ trong show truyền hình mới đây khiến khán giả nghẹn ngào. Harry Won là một trong những mỹ nhân tên tuổi của showbiz Việt. Kể từ khi về chung một nhà với Trấn Thành, tên tuổi của nữ ca sĩ được khẳng định rõ ràng, trở thành ngôi sao đắt giá của làng giải trí, xây dựng hình ảnh của cô thời thượng, có trong tay tất cả từ nhan sắc, sự nghiệp, hạnh phúc. Tuy nhiên ít ai biết rằng Harry Won từng trải qua quãng thời gian ở nhà như ở tù. Câu chuyện được cô chia sẻ trong show truyền hình mới đây khiến khán giả ngẩn ngơ. Cụ thể trong chương trình Nhập Gia Tùy Tục, Harry Won đã lần đầu tiết lộ thanh xuân của mình. Bà xã Trấn Thành cho hay tuổi thơ từng bị bố mẹ kiểm soát rất gắt gao, thậm chí khi cô 16 tuổi mới có địa chỉ email, và đây cũng là phương thức liên lạc duy nhất của cô và người yêu. Tất cả nội dung tin nhắn giữa Harry Won và bạn trai đều bị mẹ kiểm soát, không hề có sự riêng tư. Nữ ca sĩ cho rằng đây là quãng thời gian kinh hoàng, ở nhà không còn thoải mái mà như ở tù. Chia sẻ của Harry Won ngay sau đó đã nhận về vô số bàn tán trên mạng xã hội. Một số netizen cho rằng bố mẹ kiểm soát con quá chặt cũng chỉ vì muốn tốt cho con, còn số còn lại lại lên án về việc làm này. Trước đó Harry Won cũng từng có những chia sẻ về bố ruột. Gia đình tôi theo kiểu của ba, như quân đội, rất nghiêm, rất kỷ luật. Lúc đó tôi có 7 tuổi thôi, chứ bao nhiêu, nhưng thay đồ là phải để đồ phía trước, để đồng hồ phía sau, trong 1 phút là phải thay đồ xong, không thì bị đánh. Vượt qua quãng thời gian khủng hoảng, giờ đây Harry Won đang ngày càng khẳng định được sự tự chủ và quyền tự do của mình. Bố mẹ của cô hiện đang sống ở Hàn Quốc, thi thoảng vẫn qua Việt Nam để thăm con cái. Đầu tháng 1 năm nay, Trấn Thành đã đăng tải trên trang cá nhân khoảnh khắc chụp ảnh của mẹ ruột, mẹ vợ và bà xã Harry Won. Vào tối muộn ngày 18 tháng 1, Harry Won bất ngờ đăng đàn, tiết lộ việc bản thân bị những người bạn chơi thân chửi. Ngay khi đăng tải, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng vì câu chuyện của nữ ca sĩ. Tuy nhiên khi đọc hết dòng trạng thái, có thấy được lý do vì sao hội bản thân của Harry lại phú như vậy. Theo đó, giọng ca Hoàng Phí Xuân thì chia sẻ: mình để ý là mình càng thân ai đó thì người đó chửi mình, và mấy người đó hay nói là thà muốn quay lại thời điểm chưa thân. Ủa các bạn thân của tôi ơi, tôi thân thì tôi chọc ghẹo thôi. Chọc ghẹo bạn là trao tình cảm mà các bạn ơi. Chắc hẳn sau khi chung nhà với Trấn Thành, tính tình nhây của Harry Won đã được tăng thêm một bậc, và cô nàng đã áp dụng ngay với hội bản thân. Trước tính cách này của nữ ca sĩ, hội bản thân đã phải ra tay để chấn chỉnh cô nàng. Cách dùng từ của Harry Won khiến nhiều người không khỏi thích thú, khi có lẽ hội bản thân chỉ mắng yêu cô nàng. Trong trạng thái của nữ ca sĩ, Harry Won nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Nhiều người tỏ ra thích thú trước câu chuyện về bản thân của bà xã Trấn Thành và để lại bình luận dưới bài đăng. Những ngày gần đây, Harry Won đang tất bật cho dự án âm nhạc mới của mình. Mang tên Hoang Phí Xuân Thì, đây là sản phẩm âm nhạc đánh dấu sự trở lại của Harry Won trên con đường âm nhạc sau thời gian dài vắng bóng. Cô nàng rất vui mừng. Sau 2 ngày phát hành MV mới ra mắt của cô, mang tên Hoang Phí Xuân Thì đã đạt 1 triệu view trên kênh YouTube. Chưa dừng lại ở đó, sản phẩm đánh dấu sự trở lại của Harry Won còn nhận về vô số bình luận và lượt yêu thích đấy. Và lượt yêu thích đáng kinh ngạc và đã leo lên vị trí top 28 trending. Được biết MV là sản phẩm âm nhạc Harry Won hợp tác với Vương Anh Tú để gửi tặng quý khán giả, một bản ballad nhẹ nhàng sâu lắng, hứa hẹn sẽ mang đến những giây phút nghe nhạc thú vị cho mọi người. Trailer MV Hoang Phí Xuân Thì sau một ngày ra mắt đã thu về gần 20.000 lượt xem. Đoạn giới thiệu MV gây ấn tượng với phân cảnh Harry Won khóc dưới mưa, đầy thương tâm hứa hẹn một cuộc tình không mấy viên mãn. Kết hôn hơn nửa thập